Ok, chào các bạn à. Chào các bạn trên fan, trang fanpage của mình Lần đầu tiên mình live stream trên cái fanpage của mình Và rất là vui mà các bạn ủng hộ Mình thì mình live stream trên cái trang cá nhân của mình là chủ yếu Hôm nay mình live stream à, trực tiếp trên cái trang fanpage Nguyễn Thái Di à, Và rất là vui làm quen và kết nối với các bạn ở trên cái trang fanpage của mình và hôm nay mình chia sẻ cái chủ đề rất là đặc biệt à, cái chủ đề này đã mình đã viết trong cái quyển sách của mình mình đã nói trong cái quyển sách của mình là cái quyển mỗi ngày một chút thôi à cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi mình có nói về cái chủ đề là xây dựng văn hóa doanh nghiệp hoặc là làm sao để nhân viên à, trong doanh nghiệp gắn bó và gắn kết với với nhau à, và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn à, làm quen với mình các bạn comment xuống À, và chúng ta làm quen nhau Chúng ta nói chuyện với nhau Và sau cái livestream này thì mình sẽ kết bạn với các bạn à, Mình tên là Nguyễn Thái Duy Và hiện tại mình là người sử dụng vừa ưu nhân B-training à, Và nơi này chuyên đào tạo giúp cho các bạn ra làm chủ doanh nghiệp à, Mình à, thành lập cái trung tâm này từ năm 2009 Và cho tới nay cũng đã được 9 năm rồi Đào tạo ra cả ngàn doanh nghiệp rồi Và hiện tại thì mình tác giả của hai cái quyển sách À, đúng ra là ba cái quyển sách, à, cái quyển thứ nhất là quyển à, à, vượt biển lớn mình sẽ giới thiệu với các bạn. Cái quyển thứ nhất là quyển vượt biển lớn, cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi, và quyển thứ ba là quyển bị dân đầu quay. và cái đây là cái trung tâm và cái địa chỉ của B-training và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống đi các bạn ơi, ai đang xem là... này thì các bạn comment xuống đây, các bạn comment xuống, à, các bạn hai chào mình đi mình cũng rất là vui chào các bạn các bạn chào mình đi mình chưa thấy các bạn nào comment chào mình hết các bạn chào mình mà đi à để mình biết các bạn là ai chứ còn không mình không biết các bạn là ai hết à, để mình còn chào lại các bạn nữa nên các bạn nào đang xem livestream thì các bạn comment xuống chào mình đi à, sao mình không thấy bạn nào chào mình hết à mình thấy có 16 người ok chào bạn duy nguyễn à, rất là tuyệt vời chào bạn võ nguyệt ok rất là tuyệt vời à, và các bạn à, đảm bảo rằng là cái lượng người lên xem đông nên các bạn cũng phải chia sẻ về nhà các bạn đi để người đông ok em của hôm nay chào thầy vân chào bạn nghiệp ok rất là vui chào các bạn ok bạn ngô tiến trinh ok lần bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống nguyễn ngọc trương ok tuyệt vời bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment comment xuống nha chào thầy nha hay hay ok tuyệt vời bạn đức minh à, chào bạn tuấn kim lần đầu tiên bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn gõ số 1 nha à, bạn nào biết mình rồi thì các bạn gõ số 2 à, lần đầu tiên biết mình thì các bạn gõ số 1 à, số 1 cái gì vậy? để mình biết để mình 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 biết mình kết nối với các bạn lần đầu tiên xem livestream của mình đó, các bạn gõ số 1 nha à, và các bạn nhớ chia sẻ livestream này để đông đông người vào xem bây giờ các bạn làm sao à bạn đoàn sáng lần đầu tiên xem livestream mình tuyệt vời Chào bạn Nguyễn Phương Liên, lần đầu tiên xem video của mình tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. À chào bạn Bùi Tuấn Bùi cũng lần đầu tiên luôn, tuyệt vời. À. Và à, tiếp theo nữa là các bạn giới thiệu các bạn đang ở tỉnh nào, các bạn đang ở cái khu vực nào để chúng ta cùng nhau biết. À chào bạn. À em hôm nay cũng có lần đầu đầu tiên biết mình tuyệt vời. À, và bạn nào nữa? Bạn Đức Minh, em là lần thứ ba được xem clip của thầy. Ok, tuyệt vời bạn Đức Minh. À và bạn nào mình có một cái group cho bạn trang trần mình có một cái group à, cái group này là group bí mật à, chỉ dành cho những 100 phần 300 là các bạn ra làm kinh doanh ở khắp mọi miền đất, đất nước à, các bạn mong muốn kinh doanh các bạn khác khao kinh doanh điều kiện để tham gia cái group này là các bạn mua hai cái quỹ sách của mình để các bạn đọc rồi các bạn hiểu kiến thức về kinh doanh thì các bạn mới vào trong cái group đó được bạn Đức Minh ở Long An cái quyển sách thứ nhất của mình là cái quyển mỗi ngày chút thôi à và cái quyển thứ hai là cái quyển vượt biển lớn cái quyển thứ ba là quyển bì dân đầu quay thì các bạn mua hai cái quyển sách này thì các bạn sẽ được tham gia à, ở khắp mọi miền đất nước các bạn ở ở đâu cũng được sách cũng sẽ được gửi đến nhà bạn ở tỉnh nào cũng được à, bạn em của hôm nay ở Bình Dương em ở Tiền Giang tuyệt vời bạn ở tỉnh nào cũng được sách sẽ gửi đến nhà các bạn hai quyển này là 210 000 đồng à, phi ship tới nhà các bạn luôn ship tới nhà các bạn á, ở tỉnh á, là trung bình là khoảng 50 000 đồng các bạn à. và trong thời gian này thì mình phi ship luôn chào bạn Nguyễn Phương Liên bạn ở Gò Vấp tuyệt vời mình ở quận 2 nhé à. và các bạn mời bạn bè mình em đã chia sẻ vào 14 nhóm tuyệt vời bạn nghiệp bạn nghiệp ơi em rất là nhiệt tình và bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ lên trên đi Bạn Tuấn Bùi em ở quận 9 Từ khóa học à, Kinh tế sáu 68 Ok Từ 68 cho tới giờ lâu lắm rồi mới được nhìn thấy thầy Vâng Ồ từ khóa 68 tới giờ Đúng là nó đã bộ 5, 6 năm rồi các bạn ha Bạn đoàn sáng ở Thái Bình tuyệt vời bạn đoàn sáng rồi à, Chúng ta ở khắp mọi miền đất nước về xem live stream này và sẵn cơ hội này các bạn làm quen kết nối với nhau luôn rồi bây giờ các bạn lại comment xuống các bạn đang làm lĩnh vực gì nghề nghiệp gì thì các bạn cũng comment xuống để mọi người cùng thấy cái live stream này và cùng biết về các bạn luôn à, các bạn comment xuống nha và bây giờ bắt đầu mình đi vào mình chia sẻ cái live stream cho các bạn đây và các bạn có tập chưa có sách chưa để chúng ta nốt lại cái bài này là mình đã viết trong cái quyển mỗi ngày một chút thôi rồi À, mỗi ngày một chút thôi của mình rồi thầy nói nhiều hơn về hai quyển sách đó thì cái quyển thứ nhất là cái quyển à, vượt biển lớn là cái cách khởi nghiệp từ năm xu à, mình chỉ viết sách về kinh doanh thôi à, là cái cái quyển này bạn đức minh ơi à, bạn nào khát khao ra khởi nghiệp thì các bạn sở hữu cái quyển sách này à, và cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi là làm giúp cho các bạn những cái bài học à, từng bước từng bước một để các bạn ra các bạn xây dựng doanh nghiệp cho mình và các bạn nào sở hữu hai quyển sách này thì các bạn sẽ tham gia vào cái group cái group này đang rất là đông à uh, à hiện tại đang rất là đông em ở gò vấp vâng bạn htv ở gò vấp rất là tuyệt vời à, bạn nào đang xem livestream này đã đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống đi các bạn học được gì từ những cái quyển sách của mình không ạ à? à bạn đang tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp bạn đòn sáng thì bạn mua hai cái quyển sách của mình đi sách này sẽ được gửi nó về nhà các bạn thôi à thì trong cái khởi nghiệp đó nó sẽ có rất là nhiều bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà các bạn muốn học khởi nghiệp thì tối mai, tối mai tối thứ năm mình sẽ có cái lớp hoàn toàn miễn phí. À, lớp hoàn toàn miễn phí. Và lớp này sẽ được 70 ghế ngồi, hiện tại thì nó cũng gần kín rồi. Bạn nào quan tâm cái lớp học này thì các bạn comment số điện thoại xuống, à, ngày mai các em nó sẽ liên hệ nó mời các bạn đi học. Còn bạn nào muốn sở hữu hai cái quyển sách của mình thì các bạn cũng comment cái số điện thoại xuống. À, ngày mai các em nó sẽ gọi đi học. À, ngày mai các em nó sẽ gọi sách đến về nhà các các bạn. À, trong thời gian này thì mình free ship cho các các bạn. Hai quyển sách là 210 ngàn, tổng hai quyển sách là 210 10, 10 ngàn. các bạn biết free ship nó đến nhà các bạn là 50 ngàn đó. Nếu chúng ta ở xa là nó đến 50 ngàn, nó nghĩa là mình free ship cho bạn tới 50 ngàn đó. Em muốn mua sách bằng cách nào thầy? Em chỉ cần inbox số điện thoại cho mình comment số điện thoại xuống dưới thì ngày mai các em nó sẽ alo và nó giao sách cho em thôi rất là đơn giản bạn HTV nha rồi cảm ơn bạn rất là nhiều giải tìm một cái chủ đề mà chúng ta cần, cần rất quan tâm là làm thế nào để nhân viên trong doanh nghiệp nó gắn bó với nhau à, khi mà chúng ta ra khởi nghiệp các bạn nên nhớ khi mà chúng ta ra khởi nghiệp một cái chủ đề mà đau đầu nhất gọi là đau đầu nhất à ok bạn đoàn sáng à, ngày mai các em nó nó sẽ giao sách cho em nha cảm ơn em rất là nhiều một cái chủ đề mà mà doanh nghiệp đau đầu nhất là làm sao để nhân viên nó gắn bó và nó làm hết mình dơ nhau à, thì cái 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 câu hỏi này gần như là là được rất là nhiều người được rất là nhiều người hỏi mình quan tâm tới mình à, hỏi rất là nhiều Ở những năm qua mình nghe hỏi nhiều lắm à, và mình trả lời cho các bạn rằng Ok, bạn HTV Ngày mai các em nó sẽ giao cho em Bạn Đức Minh Chưa thấy cái số điện thoại của em à, Em ra quyết định nhanh đi à? à Hai quyển sách Công tác giả viết Mọi thứ rất là nhiều Có 210.000 mà bao lô phi ship Nên là em cần phải ra quyết định nhanh à, à Cái này là muốn các bạn có kiến thức và cùng join các bạn vào trong cái group và chúng ta cùng ép với nhau để kết nối với nhau thôi. Chứ nó cũng không có cái gì hết để các bạn thông qua các bạn biết mình. Các bạn hiểu hơn trong cái group đó. À, nên là bạn Đức Minh bạn cần ra quyết định nhanh ạ. À, và bây giờ chúng ta đi tiếp nè. Vậy thì một trong những cái cách mà chúng ta làm cho nhân viên kết nối với nhau đó. Đó là chúng ta phải biết cái cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp. À, cái văn hóa doanh nghiệp nghe nó phức 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 tạp à, có thể là các bạn nào chưa ra làm kinh doanh thì các bạn không hiểu nhưng mà thực sự là 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 nó là một cái phong cách riêng của chính cái doanh nghiệp đó à, phong cách riêng của chính cái doanh nghiệp đó mỗi doanh nghiệp thì chúng ta có một cái phong cách à, và cái vấn đề này nó phải bắt đầu từ cái người làm chủ doanh nghiệp nó bắt đầu từ cái văn hóa nó bắt đầu từ cái tính cách nó bắt đầu từ cái suy nghĩ, nó bắt đầu từ cái nền tảng của cái người làm chủ doanh nghiệp đó. À, các bạn nào có câu hỏi mình thì các bạn hỏi đi, à, các bạn comment xuống các bạn hỏi đi, các bạn nào có câu hỏi mình. À, và khi mà các bạn mà biết xây dựng văn hóa doanh doanh nghiệp á, thì bước đầu tiên là các bạn phải huấn luyện, phải huấn luyện để cho mọi người quen dần. À, và văn hóa doanh nghiệp nó có nghĩa là các bạn tạo ra được cái sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình. À, trong cái quyển mỗi ngày một chút thôi mình có nói kỹ về cái bài này Ok Các bạn nào có, có hỏi nào thì các bạn comment xuống các bạn hỏi mình đi à Để mình trả lời à Mình không thấy các bạn comment xuống các bạn hỏi gì hết à, Các bạn comment xuống các bạn hỏi mình Những câu hỏi liên quan về kinh doanh à, Mình thì mình chia sẻ Những cái điều nó liên quan về kinh doanh thôi à, à Các bạn hỏi mình đi à, à Tại sao chúng ta phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp Và tại sao văn hóa doanh nghiệp nó lại quan trọng Thứ nhất À, thứ nhất mọi tổ thứ nhất mà hoạt động trong một tổ chức đều do văn hóa doanh nghiệp đó chi phối à, ví dụ như là cái cách bán hàng cái cách các bạn tiếp khách hàng cái cách các bạn à, nhân viên họ làm việc với nhau toàn bộ những cái hoạt động trong doanh nghiệp đó đều do cái văn hóa cái 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 cách làm của người chủ đó cái góc nhìn của người chủ đó nó chi phối nó chi phối cái hoạt động của cái doanh nghiệp đó nó chi phối mọi cái thành viên họ hành xử trong cái doanh nghiệp đó cái cách làm của người bảo vệ cái cách làm của người nhân viên ở trong đó cái cách làm của bộ phận kế toán à, cái nó đều do cái gì à do cái cách suy nghĩ và cái văn hóa của cái người chủ đó ok các các bạn nhé Sao nãy giờ mình không thấy các bạn hỏi mình cái câu hỏi gì nhỉ? Thầy đang làm việc gì vậy? Thầy đang làm việc gì vậy? À, mình vẫn chưa hiểu cái câu hỏi mà của bạn Nguyễn Phương Liên Mình chưa rõ lắm Thì bây giờ thì mình đang live stream cho các bạn nè à, Mình 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 chưa nắm rõ lắm câu hỏi của bạn Nguyễn Phương Liên à, Mình đang live stream cho các bạn nè Mình đang ngồi mình live stream cho các bạn nè à, bạn nào có câu hỏi nào thì hỏi mình đi à? à. Thứ nhất là trong mọi hoạt động, thì cái ý thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nó có thể tự phát triển. À, nếu mà các bạn mà không có ý thức về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thì nó cũng tự phát triển thôi. Nó cũng tự phát triển. Và đó cũng gọi là văn hóa doanh nghiệp. Bạn để cho nó, bạn để cho nó hoạt động một cách rất là thoải mái, bạn để cho nó hoạt động một cách rất là À, à, không có sự kiểm soát bằng để cho nó hoạt động à, à. thầy ơi cho em hỏi làm thế nào để các nhân viên đoàn kết với nhau đây này đây là cái chủ đề đang nói nè bạn võ nguyệt nè đó chính là, là văn hóa doanh nghiệp đó em muốn à, muốn đoàn kết với nhau đó chính là văn hóa doanh nghiệp đó em à, bạn hỏi đúng cái chủ đề mà hôm nay chia sẻ với nhau nè à, và để rõ hơn á thì bạn mua cái quyển sách của mình trong cái quyển mỗi ngày một chút thôi á mình có nói rất là rõ cái chỗ này 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 và rất là nhiều bạn mua cái quyển sách này về họ áp dụng và họ làm rất là tốt ok bạn võ người khác còn bạn nguyễn liên phương thì nguyễn phương liên thì thầy có buổi livestream nào về làm việc đội nhóm không làm việc đội nhóm thì nói về lý thuyết thì, thì thì, không có đúng đâu bạn duy nguyễn ơi làm việc đội nhóm mà mình nói nói về lý thuyết làm việc đội nhóm là phải học trực tiếp offline chứ còn mà nếu mà nghe đầu này qua đầu này cái nó trôi mất à đó, nghe nếu mà live stream nói là nói những cái về mặt uh, kiến thức và mở màn tư duy mở tư duy á thì chúng ta mới nghe live stream rồi như vậy được còn mà làm việc đội nhóm là cách chúng ta phải thực hành với nhau làm bài tập với nhau luôn thì chúng ta mới ngộ ra chứ còn nghe vài câu gì thì thì tự nhiên lỗ tai này nó qua lỗ tai này cái nó đi mất à, chúng ta vẫn là nghe cái kiến thức À, nó là chúng chúng ta cũng sẽ không cảm nghiệm về nhiều được à, bây giờ mình nói lại thứ nhất nè mọi hoạt động trong tổ chức đều do văn hóa doanh nghiệp cái này là cái bài mà mình đã viết trong cái quyển mỗi ngày một chút thôi đúng không đó chi phối nếu bạn không có ý thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp bạn để nó tự phát triển tự phát thì đó cũng là văn hóa của tổ chức bạn tức là cái văn hóa tổ chức của bạn đó là cái văn hóa tự phát thứ hai trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay càng ngày càng có nhiều người ra làm kinh doanh và xu thế toàn cầu doanh nghiệp nước khác có thể vào kinh doanh tại đất nước chúng ta và họ có thể lấy khách hàng và bạn mất hàng ngay trên sân nhà của chúng ta và cái điều này cái điều này bạn đã thấy ở tại việt nam của chúng ta rồi nó đang diễn ra doanh nghiệp nước ngoài họ vào và họ có cái văn hóa doanh nghiệp nó tốt hơn và chính doanh nghiệp của trong nước của chúng ta chúng ta làm lâu đời ở trong nước hơn nhưng mà chúng ta lại mất ngay cái sân chơi ngay trong đất nước của chúng ta ví dụ như là các bạn thấy cái hiện tượng à với uber thời gian qua đúng không và cái văn hóa doanh nghiệp của vinasin hoặc là của mai linh các các bạn thấy không nó khác biệt nhau lắm nó khác biệt nhau vô cùng luôn à nên là chào bạn lan lê ok rất là tuyệt vời à cho bạn Duy nguyễn cho bạn võ nguyệt à, chắc các bạn đã có hai cái quyển sách của mình chưa các bạn có thể mua về và đọc cho bạn lan lê à cảm ơn bạn rất là nhiều và các bạn nên nhớ là khi bạn có sản phẩm thì doanh nghiệp nước ngoài à, các đối thủ với nhau họ cũng sẽ bắt trước được cái sản phẩm của bạn họ bắt trước được cái bao bì của các bạn họ bắt chước được cái cách làm dịch vụ của bạn nhưng có một cái à, có một thứ mà doanh nghiệp không thể bắt chước được đó là cái văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nghiệp là một cái rất là khác biệt mà vô cùng khó bắt chước và nó là không thể bắt chước trước được nên là đó là lý do mà các bạn phải xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp cho mình à, vậy thì cái cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp đó như thế nào, mình có tóm gọn 6 bước sau đây. Ok chưa? Các bạn ghi xuống đi. Ồ. Hồi nãy giờ mình không mình thấy các bạn không có comment xuống. Nếu mà các bạn tương tác, các bạn comment xuống thì thì chúng ta sẽ dễ luôn. Em đăng ký từ thứ năm tuần trước rồi. Ok, cảm ơn bạn Duy Nguyễn. À, và bạn tới bạn nên mua, tuần này nếu mà bạn tham gia học thì bạn nên uh, mua cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi nha. Trong quyển sách mỗi ngày một chút xíu, xíu thôi đó. Có nói đó bạn Duy Nguyễn nha. À, à, các bạn có câu hỏi nào các bạn comment xuống bạn hỏi mình để mình nói no tiếp các bạn không hỏi nó làm cho mình nó làm cho cho mình không có năng lượng à, các bạn xem không mà các bạn không có câu hỏi á làm nó ít năng lượng hơn còn các bạn mà chịu khó hỏi thì năng lượng nó sẽ nhiều hơn các 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 bạn ha à, tại vì có sự tương tác với nhau à, nên nó sẽ nhiều hơn nó sẽ dễ hơn À, nó là các bạn hãy cùng nhau tương tác với mình đi à, à để nó 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 nó, nó, nó livestream lên đông rồi à, chúng ta nói chuyện với nhau nó là, là 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 mình có năng lượng mình trả lời cho các bạn ok chưa ừ. nên các bạn cứ comment xuống vậy thì cái cách như, như thế nào này cái bước số 1 nè Thì đó là chính là tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi các bạn cần phải có tầm tầm nhìn của doanh nghiệp Lần đầu tiên em xem thầy có thể giới thiệu sơ về bản thân được không ạ? À? Ồ à, Mình tên là Nguyễn Thái Duy, năm nay mà mình 42 tuổi à, Mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bi năm 2009 à, Và cái vườn ươm doanh nhân mình là chuyên đào tạo và giúp cho các bạn ra làm chủ doanh nghiệp Bạn Phương Liên nha à, Mình thì có hai mươi mấy năm làm kinh doanh Và hiện tại mình là tác giả của bốn cái quyển sách à, Quyển thứ nhất là quyển vượt biển lớn À, cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi à, Cái quyển thứ ba là quyển bị ăn đầu quay Và cái quyển thứ tư là cái quyển bán hàng online ngay Cái quyển bán hàng online ngay thì hiện tại thì chưa phát hành Nó mới nằm ở cái khâu biên tập thôi, mình viết xong rồi à, Khoảng một hai tháng nữa là phát hành à, Và hiện tại thì mình mình có cái trung tâm bia training à, Hiện tại thì phát triển rất là nhộn nhịp à, Lớp nào trung bình cũng phải là 70-80 các bạn học viên một năm thì tương lương khoảng nếu mà tính lượt đầu người học thì nó khoảng là khoảng ba ngàn lượt học viên tham gia các lớp học của mình. Ok bạn phương liên nhé. Nếu bạn quan tâm về kinh doanh thì các bạn bạn hãy like cái trang facebook của mình hàng ngày xem cái trang facebook của mình. Đặc biệt là cái trang facebook cá nhân nguyễn thái duy luôn và bạn cũng có thể mua hai cái quyển sách của mình và các bạn tham gia vào một cái group. Cái group đó là những người À, sở hữu hai quyển sách của mình thì những người đó mới được uh, tham gia và các bạn hỏi những câu hỏi liên quan tới kinh doanh Ok bạn Phương Liên ha Chào bạn Đặng Tiến Quân Lâu quá rồi mới gặp em Rất vui hôm nay em xem cái live stream này Vâng mà lại đi tiếp à, Tâm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi Mỗi thành viên trong một tổ chức cần phải nắm rõ ba yếu tố này Đó à khi mà một người chủ mà bạn ra bạn thành lập doanh nghiệp thì bạn cần phải có một cái tầm nhìn cho cái tổ chức của mình, à, à, tầm nhìn của B-training là một cái tổ chức đào tạo làm chủ số một Việt Nam và mang tầm quốc tế, à, cái đó là cái tầm nhìn của B-training Chào bạn Long Hồ Long, ok chưa? Yeah. À, chào bạn Nguyễn Phương Liên, ok bạn, à, nếu được thì bạn hãy à, à, mua hai cái quyển sách và cùng nhau tham gia vào cái group kinh doanh các bạn ha chào bạn long hồ long cảm ơn các bạn rất là nhiều à, hồi chiều có nhắn cho à, bà xã của bạn rủ gia đình đi ăn à, bữa nay thầy hứa hát bài hát à, hát cho nó sung nha thầy ok chưa hát đâu em à, nếu mà bài hát nếu mà mình hát thì bà, mình hát cái bài nhánh lan rừng à, nhánh lan rừng tuy nhiên hôm nay chưa hát À, bởi vì bạn live stream đã ok chưa à, bạn live stream Để cho các bạn về cái chủ chủ đề này vậy thì bây giờ mình nói tiếp về cái tầm nhìn à, Bà nguyễn hữu lộc em có sách chưa nguyễn hữu, hữu lộc ơi à, à, mình nói về cái tầm nhìn và sứ mệnh và cái giá trị cốt lõi mỗi thành viên trong một tổ chức đều nắm rõ ba cái yếu tố này nếu thường thường là tầm nhìn sứ mệnh và cái giá trị cốt lõi thì thường thường thì thì cái này là phải do người chủ doanh nghiệp xây dựng ra rồi bắt buộc. Nhưng nếu mà người chủ doanh nghiệp bạn xây dựng ra và bạn cứ tự nhớ và bạn cứ tự hiểu thì cái điều này nó có nghĩa là gì ạ? Điều này có nghĩa mà các thành viên không không biết, các các thành viên không nghe và các thành viên không hiểu thì điều này nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là là bạn À, chỉ có bạn nắm thôi, bạn là chủ doanh nghiệp nắm thôi còn các thành viên khác nó không có nắm thì cái đây là nó nó đang là tầm nhìn của bạn. À, giá trị cốt lõi của cô cô của, của bạn thôi chứ nó không phải là tầm nhìn của của b trainee, à, nó không phải là tầm nhìn. Không. Em qua gặp thầy rồi lấy luôn ạ. À. Ok, tức là ngày mai hả em? Ngày mai em đi học đúng không? À ngày mai em em đi học. Nếu mà ngày mai em đi học thì ngày mai em nhớ em lấy luôn ha. Đó. À, vậy thì cái cái tầm nhìn mà người chủ doanh nghiệp mà các bạn mà không phổ biến và không đảm bảo nhân viên nó nắm rõ hơn thì đó là cái tầm nhìn của cá nhân bạn và nếu mà bạn phổ biến bạn bắt mỗi cái thành viên trong tổ chức đều phải học thuộc và đều nắm được nó rất là rõ ràng thì nó sẽ biến thành gì à? thành cái tầm nhìn của cái tổ chức đó từ tầm nhìn của chủ doanh nghiệp nó sẽ biến thành cái tầm nhìn của cái tổ chức đó à, các bạn có nắm quy trình này không à? ạ đó là các bạn cần phải à, tìm hiểu xét lập ra tầm nhìn rồi tìm hiểu xét đốt ra gì à? à ra cái sứ mệnh của mình và hãy xây dựng các cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của mình và các bạn có những buổi huấn luyện và đào tạo để cho nhân viên nó nắm được à, nhân viên họ nắm được và một năm đầu á Nó như y chang là các bạn cưỡng chế nhân viên nó làm vậy đó Muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp nó không đơn giản chút xíu nào hết Một năm đầu giống như là bạn bắt buộc họ phải làm vậy đó Nhưng mà về lâu về dài Về lâu về dài thì nó như thế nào nó sẽ phát triển, nó sẽ phát triển rộng hơn, rộng hơn, rộng hơn nữa à, nó, nó, nó là à, Các bạn phải chịu khó Các bạn phải rất là chịu khó Ok chào bạn uh, Tân à, Bạn Bế Văn Tân rất là vui bạn qua hôm nay mình livestream trên cái trang fanpage lần đầu tiên mình livestream trên cái trang fanpage Nguyễn Thái Duy nên cái lượng người xem rất là ít. nhưng mà không sao. Mình muốn livestream bên đây để mình mình rà sót ở trên này thử nó có cái gì khác biệt hay, hay, hay không, bình thường thì mình livestream bên cái trang cá nhân. Cái thứ hai là văn hóa học tập. bạn phải xây dựng được cái văn hóa học tập cho cho nhân viên một tổ chức học tập đó là một tổ chức rất là phát triển à, một tổ chức phát triển tổ chức đó muốn phát triển thì tổ chức đó phải là tổ chức học tập ừ. nếu mà tổ chức của các bạn chỉ có làm 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 thì tổ chức của các bạn cũng sẽ không có phát triển được đâu à, rất là khó phát triển cá nhân của các bạn cũng vậy các bạn muốn phát triển thì các bạn phải học học à, và các bạn phải biết sự học đó trong tổ chức nó thành một cái văn hóa à dạ chưa tại vì em về quê có việc ok vậy chừng nào bạn Nguyễn Hữu Lộc bạn vào lại ok à thì nếu mà cái người chủ doanh nghiệp đó mà giúp cho nhân viên họ học và khi họ học thì họ như thế nào ạ à? họ phát huy được họ phát huy được và khi họ phát huy được thì họ như thế nào ạ à, à họ phát huy được cái năng lượng, cái trí tuệ cái sáng tạo họ thì họ đóng góp cho doanh nghiệp và cái điều đó nó giúp cho bạn có ích thôi, à, nó giúp cho bạn có ích cho doanh nghiệp của bạn thôi nên là chính cái người chủ doanh nghiệp các bạn phải cảm nhận ra cái điều này và các bạn 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 bạn, bạn tạo cái môi trường học tập, à, cái thứ ba là các bạn phải biết ghi nhận thành tích à, của các thành viên, bạn cần đánh giá các nhân viên và ghi nhận giá trị công sức của họ ở những cái công việc điều đó chúng ta cần phải xích up lên các cái KPI à, hiện à, hôm nay cái livestream mình nói cái này mình nói hơi về chuyên 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 sâu đúng không bạn nào mà chưa ra kinh doanh thì bạn nghe là bạn cũng hơi hơi bị bức xô đó chưa có nhân viên thì cũng hơi bị bức bức xô à, phải có kết quả KPI đạt được của mỗi người ở mỗi lĩnh vực điều đó có nghĩa là bạn cần cho nhân viên biết những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và ai là người thể hiện giá trị tốt thì luôn được đề cao, tưởng thưởng, ghi nhận. và cái gì được ban thưởng thì cái đó sẽ được hưởng ứng. cái gì bạn tập trung thì cái đó nó sẽ phát triển. bạn nhớ ra điều hãy bạn tập trung vào cái gì thì cái đó nó phát triển. ok hồi nãy giờ cái mình chia sẻ các bạn nào có cái câu hỏi gì không? thì các bạn hỏi mình. có các bạn nào tắt nốt không? thì các bạn hỏi mình. mình thấy các bạn không tắt nốt được gì hết. ok chào bạn Lu Chen, okay lâu quá chứ chưa gặp em. À, ở ở ở Biên Hòa cái nên cũng xa nên là hạn chế lên xuống là à, lâu quá không gặp em ha. À, Sắp tới có cái lớp lớp linh nhá, ngày 11 có lớp linh đó. linh xuất thăm á Lu y Chen. À, em có thể là tham gia cái lớp đó được được rồi đó để xây dựng hệ thống và quy trình doanh nghiệp. Chúng ta học 3 ngày ấy, em. Học ngày 11, 12, 13 tháng 6. À, cái lớp à, chúng ta học thứ hai thứ ba thứ tư nên mà nếu được thì em tham gia học cái lớp này nhìn, nha bạn lưu lưu chen ơi bạn ở biên hòa ơi à. tiếp theo là chúng ta cần phải tạo ra luật chơi à. chúng ta tạo ra cái luật chơi hôm nay mình uh, livestream bên trên cái trang fanpage mình không có livestream mình trên cái trang cá nhân để mình mình test ok chào bạn ngô bích việt à. Cái doanh nghiệp của em à, bắt đầu à, em à, có thể bắt đầu à, Học cái quy trình à, Linh được rồi á à, Louis Chen ơi à, Rất cần đó em Còn không á à, Để mình tối ưu được những cái lãng phí của mình à, Để mình tối ưu được cái quy trình doanh nghiệp để mọi thứ nó chạy ngọt hơn em à, Ok chào bạn Nguyễn Kiên à, Hôm nay mình livestream trên cái trang fanpage của mình Để như thế nào à Để mình đo lường cái trang fanpage của mình À, nó là hiện tại đang rất là ít người đúng không đang rất là ít người bởi vì mình muốn quật những cái data mới xem à. cái thứ tư là chúng ta tạo ra luật chơi một tổ chức càng có những cái luật chơi cái luật chơi thì nghe nó ghê gớm nhưng mà thực sự thì nó chính là gì ạ à? nó chính là cái, những cái nội quy của doanh nghiệp nhưng mà mình nói cái nội quy thì nghe nó 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 nặng nề lắm giống như cơ quan nhà nước à, đó là các bạn nếu mà các bạn à, đổi đi cái từ nội quy thành cái từ khác thì nghe nó hay hơn mình thì mình 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 dùng cái từ đó là từ luật chơi một tổ chức cần có luật chơi và nó căng ràng buộc một cách vừa nhẹ nhàng nhưng mà vừa chặt chẽ ví dụ như là các bạn nào mà đến bên training học thì các bạn thấy là mình luôn kêu các bạn là phải đúng giờ đúng không ạ nếu ai đi trễ thì phạt 100 trăm ngàn à, các bạn phải để chuông điện thoại ở cái chế các bạn phải để điện thoại ở cái chế độ rung nếu ai để chế độ chuông thì 100 trăm ngàn à, hoặc là à, các bạn như thế nào à các bạn không được nghe điện thoại trong lớp nếu mà ai nghe điện thoại trong lớp thì một trăm ngàn cái đó được gọi là luật chơi à, cái đó được gọi là luật chơi à, chào bạn hoài dương bạn mới mới lên ok chưa hôm nay mình không có livestream mình trang cá nhân nha à, chào bạn châu từ trọng ok À, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy hãy comment cho cho mình à, cách nói à, cách nói chuyện với người bên cạnh thì luôn khen như chia sẻ của bạn rất là tuyệt vời hoặc điều bạn chia sẻ rất là tuyệt vời tức là mình 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 tạo thành một cái văn hóa một cái câu nói những cái điều đặc trưng của cái tổ chức đó à, cái thứ năm là thường xuyên nói chuyện tức là chúng ta cần có cái lịch hợp để hàng tuần à, các thành viên trong tổ chức được họp được nói chuyện với nhau à, và chúng ta cũng cần có những cái buổi nói chuyện một một à, một một là người sếp nói chuyện với nhân viên ông chủ nói chuyện với nhân viên ông chủ doanh nghiệp nhỏ nói chuyện với nhân viên hoặc là một cái bộ phận đó nói chuyện với nhau à, chúng ta cần có nói chuyện chia sẻ những câu chuyện cấp ý những đời thường trong cuộc sống cũng cũng cũng, cũng được ok chưa cái thứ sáu là là chúng ta phải thường xuyên kể những cái câu chuyện về công ty kể cái câu chuyện về người sáng lập kể những cái cách chúng ta phát triển thị trường kể những cái nhân viên đã đi trước đã có sự đóng góp à, cống hiến cho công ty à, cống hiến cho khách hàng cống hiến cho xã hội à, các bạn có nắm được này này chưa à, thì chính những cái câu chuyện À, những cái những những cái câu chuyện tốt đó nó là cái nguồn cảm hứng nó là nguồn cảm hứng cho chính nhân viên của chúng ta trong trong cái tổ chức ok chưa vậy thì hồi nãy giờ các bạn xem livestream của mình các bạn nào thắc mắc cái câu hỏi gì thì các bạn comment xuống các bạn hỏi mình đi là các bạn hỏi mình à, hồi nãy giờ mình chia sẻ sáu cái yếu tố quan trọng trong cái việc xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp và các bạn nào có những câu hỏi nào thì các bạn hỏi mình đi À các bạn comment các bạn hỏi mình Nếu các bạn xem không bạn không hỏi mình thì mình một mình mình nói một chiều. À, mình cũng không có vui được. À thì chúng ta hay nói rằng à, trong kinh doanh á à, ai thấy được dòng tiền nó là vua, luôn luôn khen nhân viên trước đúng rồi. Ừ. Luôn khen em. Thứ nhất là khen và cái thứ hai là cảm ơn. Hai cái từ mà người chủ doanh nghiệp và người lãnh đạo phải luôn à, nói được đó là khen và cảm ơn nếu mà chúng ta không nói được hai cái từ đó thì rõ ràng là chúng ta không có làm sếp chúng ta không có làm lãnh đạo được. À, chào bạn Châu từ Trọng, ok, à, rất là vui chào em, à, rất vui em xem cái live stream này. thì bạn nào có cái câu hỏi nào thì các bạn đặt câu hỏi cho mình à, và mỗi ngày các bạn đều làm, mỗi tuần các bạn đều làm, mỗi tháng các bạn đều làm và để các bạn xây dựng được cái văn hóa doanh nghiệp đó, nó sẽ kéo dài các bạn biết nó kéo dài cả năm vậy, hai năm vậy, à, thì bắt đầu nó trở thành cái thói quen và khi nó trở thành thói quen thì nó trở thành gì Cái văn hóa doanh nghiệp chào bạn Hoàng Huy Huynh Nguyễn Ok Cảm ơn bạn chắc là lần đầu tiên bạn xem livestream của mình à. à Ok Cảm ơn bạn Kiên Giang nhiều là một người lãnh đạo thì bạn cần biết là cái nhu cầu gắn kết sâu thẳm của nhân viên các bạn thấy là một ngày mỗi con người chúng ta có 24 tiếng đồng hồ thì gần như là mười tiếng nhân viên họ đã dành cái thời gian cho công ty của chúng ta rồi tạo sự liên hiệp giữa các thành viên ok giờ. à, chúng ta chúng gần như là hai mươi mấy tiếng đồng hồ mười tiếng đồng hồ họ ở với ta rồi à, và họ về nhà họ đâu khoảng không còn nhiều nữa và và trong khoảng thời gian họ về nhà thì họ ngủ họ mất có bảy đến tám tiếng họ ngủ rồi à thì các, các các bạn thấy không mang cái tiếng là ở nhà rất là nhiều nhưng mà họ mất hết khoảng 7 8 tiếng họ ngủ rồi nên là cái thời gian họ thức không có nhiều vậy hóa ra cái đời của con người đi làm á một người đi làm á họ ở công ty nó nhiều hơn cái thời gian thức á cái thời gian hoạt động họ ở công ty nhiều hơn và nếu các bạn hiểu cái nguyên lý này các bạn biến cái công ty của bạn thành là cái ngôi nhà thứ hai ngôi nhà thứ hai thì nó như thế nào thì các bạn sẽ gắn bó và gắn kết những cái thành viên trong tổ chức nó rất là cao, nó rất là sâu. OK. À, bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình và các bạn muốn tham gia một cái group riêng thì các bạn mua hai cái quyển sách của mình. À, xưa mình học ở đây và thành công trong kinh doanh. OK. Bạn Nguyễn Hoàng Hinh rất là nhiều, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hiện tại mình mới ra ba cái quyển sách đó, bạn Nguyễn Hoàng Hinh. Nguyễn thứ nhất là cái quyển vượt biển lớn cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi à, quyển mỗi ngày một chút thôi mình mình có nói về cái văn hóa doanh nghiệp mà vừa rồi mình mới chia sẻ bạn hoàng hinh rồi à, à, ba cái quyển này à, và hai cái quyển tiếng việt thì hiện tại đang bán rất là chạy trên khắp mọi miền đất nước thì bạn nguyễn hoàng hinh các bạn muốn mua sở hữu hai cái quyển sách này mình chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm kinh doanh trong hai cái quyển này thì các bạn inbox cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ được. Mình còn có học làm chủ không ạ? Vẫn còn em. Nó vẫn như ngày nào em. À, thì thì em hãy inbox cho mình để đến khắp mọi miền đất nước. À, sách sẽ được giao đến các bạn trên trên khắp mọi đất nước. À, và hai cái quyển sách này chỉ, chỉ có 210 000 thôi. À, hiện tại thì sách giao đến nhà bạn free ship cứ phí ship đến nhà các bạn nào ở tỉnh nó tới 50 ngàn đó các bạn không phải có đâu cô có khỏe không Tài Duy ơi rất là khỏe Dương à. Châu rất là khỏe bà Nguyễn Hoàng anh ơi Cảm ơn em rất là nhiều Ok chưa Nhân tài mà họ muốn ra đi thì hãy xem lại cách ăn cách sống cách ở của của bạn những người nhân tài họ không thể ở với một cái người chủ mà mà ăn ở thì không có ok hoặc là cái người chủ cái năng lực cá nhân nó kém quá à, người ta đi không phải là do người ta mà do mình à, ok chưa? À, mình tệ quá thì người ta phải đi thôi chứ à, bạn bạn thân bạn mà bạn đi làm nhân viên mà bạn à, một một cái người chủ tệ quá thì bạn phải đi thôi cuộc đời người người ta đi làm công mà Người ta muốn đi tìm cái người sếp mới, cái người sếp có năng năng lực chứ chả ai đi ở với một cái người mà đi làm với một người sếp chả có năng lực đó là nhân viên mà họ ra đi là phần lớn hết 80% là lỗi do cái người chủ doanh nghiệp rồi. À, họ tệ quá. À, họ đi, mà họ đi chỗ khác họ làm. Họ ra mà họ làm riêng thì không có nói, nhưng mà họ đi cái chỗ này rồi họ xin cái chỗ khác họ họ, họ làm lại. Họ vẫn làm những cái công việc nó như vậy nữa thì rõ ràng là cái người chủ ở cái doanh nghiệp đó tệ lắm. À, nó là nhân viên đi thì hãy xem lại mình nhiều nhân viên đi quá thì rõ ràng là cái khả năng lãnh đạo của mình nó tệ lắm à, nên là bạn cần phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo của mình ok à, cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình livestream tối hôm nay à, à, gửi thông tin đăng ký ok à, bạn danh duy em muốn học thì em chỉ cần inbox cái số điện thoại thôi Chứ, chứ, chứ cũng chả cần gửi cái thông tin em cứ inbox cái số điện thoại cho mình là là xong thì các em nó sẽ gọi uh, alo cho mình đi học thôi uh, chứ không cần gửi thông tin gì hết uh, em chỉ cần em quan tâm thì em inbox cái số điện thoại và đi học thôi ơi em ok uh, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã các bạn xem cái livestream tối hôm nay chúc các bạn ngủ ngon nhé bye bye các bạn